quý vị, vấn đề mà chuyên mục Cà phê Không Đường ngày hôm nay muốn đề cập là câu chuyện về văn minh đô thị. Cứ đến thời điểm cuối năm thì nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán lại bùng phát khắp các thành phố lớn trên cả nước, trong đó điển hình là thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, vào dịp cuối năm là tại đây lại tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh bán hàng, mở quán ăn, vừa gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông, vừa gây mất mỹ quan đô thị. Nhiều quận, huyện đã ra quân lập lại trật tự vỉa hè, song việc này như bắt cóc bỏ dĩa. Sau đây là ghi nhận mới nhất của cộng tác viên chương trình. Những ngày cuối năm 2019, các hoạt động buôn bán vỉa hè, lòng lề đường ở thành phố Hồ Chí Minh lại càng diễn ra nhộn nhịp hơn. Các sạp hàng bày tràn lan, phủ kín các khu vực vỉa hè với hàng loạt các mặt hàng khuyến mãi, giảm giá. Tại các cổng chợ, những xe đẩy bán nước giải khát, đoan vặt tập trung trải dài ở lòng đường, khiến giao thông đã ùn tắc lại thêm phần hỗn loạn, người dân đi lại bất an. Cảm thấy là không an toàn thôi, không an toàn người dân đi đường. Thì đôi lúc là như là chỗ đây là thông thường là đông xe nhiều nhất á. Đông xe và mọi người đi lại nhiều. Có một cái tổ chức quy hoạch lại để cho nó ổn hơn. Chứ để mà nó xảy ra nhiều vấn đề, ví dụ chẳng hạn như là chen lấn với nhau vậy đó, rồi mất thời gian nè, rồi mà bị móc túi hay là bị cái gì đó. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường để buôn bán cũng diễn ra phổ biến và phức tạp hơn tại nhiều tuyến phố ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Người đi bộ phải len lỏi vào những khoảng trống chật hẹp để đi. Phố đi bộ Bùi Viện được quy hoạch để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, nhưng vì sự thiếu ý thức của một số hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường để buôn bán đã khiến cho con phố trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị. Người dân ở đây họ rất mừng với cái việc làm ăn nó thuận lợi. Nhưng mà bây giờ mình nói chuyện quy hoạch thì chắc là khó lắm. Bây giờ dẹp, cấm hẳn cũng không được, mà để lộn xộn quá thì cũng không nên. Thời gian qua mà đặc biệt 2 năm trở lại đây, thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra quân, triển khai nhiều hoạt động chấn chỉnh tình trạng vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Thế nhưng cứ sau mỗi đợt hành động quyết liệt, vỉa hè, lòng đường được trả lại cho người đi bộ. Nhưng rồi không lâu sau sẽ lại tái diễn lấn chiếm. Nguyên nhân được cho là công tác tuyên truyền chưa hiệu quả, việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm còn thiếu kiên quyết, dẫn đến tình trạng bất chấp vi phạm. Ở đây thì các cái hộ buôn bán thì đều là cái người của địa phương cả, và thứ hai là cũng có một số hộ rất là thành phần lớn là kinh tế còn rất là khó khăn đó, thì chúng tôi cũng nói chung là cũng từng bước là tuyên truyền vận động thôi, sau đó thì tổ chức các cuộc họp và làm sao để cho họ hiểu và dần dần là đi theo cái tuân thủ về cái pháp luật về cái việc mà sử dụng lòng lề đường thôi. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng thì ý thức của một bộ phận người dân và các tiểu thương cần phải được nâng cao hơn nữa trong việc chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Do đó, công tác tuyên truyền cần phải có sáng tạo nhiều hình thức để tạo hiệu ứng tích cực, hiệu quả. Đồng thời, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm phải được thực hiện thường xuyên, kiên quyết hơn. Có như vậy thì bài toán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường mới có lời giải.